Đây, thì hôm nay thì tôi là Spider-Man. Bộ đồ của tôi là bộ đồ người nhện phiên bản mà có những cái chân nhện máy móc ở phía sau luôn bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Wow, đây vũ khí của tôi là cái khẩu súng rất là mạnh dùng để tiêu diệt những con quái vật. Các bạn, đây, đồng đội của tôi là các anh em siêu nhân người nhện còn lại nha bạn. Có cả nữ người nhện Spider-Girl nè. Đây, hiện tại thì bọn tôi đang quay trở về căn cứ nha bạn. Đây, lên cái cầu thang nha. Đấy. Đây. Căn cứ của các siêu nhân người nhện bọn tôi thì có cất giữ những cái người máy nè, những robot dành riêng cho những người nhện của bọn tôi nha bạn. Đây, sau một hồi thì bọn tôi cũng đã lên trở về căn cứ rồi bạn. Wow các bạn. Đây. Đây. Ở đây thì có ba robot, ba người máy Spider-Man của bọn tôi nha bạn, ba robot của các siêu nhân người nhện bọn tôi nè bạn. Đây, wow. Một robot người nhện màu cam rất là to luôn bạn. Đây, ở phía sau của cậu ấy thì cũng có gắn ba cái chân nhện rất là dài luôn nè. Đây, những cái chân nhện này thì nó có cái rất là sắc bén các bạn, có thể đâm chết những cái con quái vật cái. Đây. Đây, tiếp theo là một người nhện Spider-Man màu đen nè bạn. Người nhện này thì ở phía sau cũng có những cái chân nhện nhưng mà ngắn hơn các bạn. Đây, chân nhện của cậu ấy thì hình như là có thể dài ra và ngắn lại được nha bạn, có thể điều khiển được ấy. Cuối cùng là một robot Spider-Man. Robot này hình như là bằng sắt hay sao các bạn, rất là cứng luôn. Ui rồi, đây các bạn nhìn cái đầu của robot này phát sáng ra nè. Đấy, biểu tượng là cái đầu của người nhện nha bạn. Đây, trước ngực cũng có hình một con nhện nè. Đây. Đấy. Đây. Căn cứ của các siêu nhân người nhện bọn tôi thì có 3 robot nha bạn. Đấy. Bọn tôi đã chuẩn bị 3 robot này để bảo vệ thành phố các ơi. Đây, hiện tại thì thành phố ở trong game GTA 5 đang là buổi tối các bạn. Nhưng mà rất có thể là sẽ bị quái vật tấn công nha. Đây, vì vậy thì bọn tôi có chuẩn bị những cái robot, những cái người máy nè bạn. Đây. Ui, hình như là tôi nhận được cái tin nhắn gì các bạn ơi, để xem coi. Cái gì? Đây. Ở một cái ngã tư ở trong thành phố xuất hiện một con quái vật rất là lớn luôn ơi. Đây, xem ra là con quái vật này nó đang định tấn công vào nơi mà có đông người nhất các bạn. Đó là một cái khu thương mại ở ngay cái ngã tư đó nha. Ây da, chuyện gì nữa đây? Đi thôi anh em. Chúng ta sẽ tới đó để xem con quái vật trước tiên nha. Ây da, đây. Đây, nhảy xuống nha bạn. Đây, hiện tại thì tự nhiên lại xuất hiện quái vật các bạn ơi. Các siêu nhân người nhện bọn tôi phải nhanh chóng xử lý nha. Đây, sau một hồi thì bọn tôi cũng đã tới nơi rồi bạn. Đây. Đây, ui rồi, thiệt các bạn. Có một con quái vật gì rất là to luôn nè. Đây. Da của nó thì nhăn nheo sần sùi nha bạn. Đây, tôi vẫn chưa nhìn thấy cái mặt của nó nha. Nhưng mà nhìn thì rất là lớn rồi. Nó cao hơn cái cây dừa luôn nè. Hơn cái cây cây dừa nè, bạn thấy không? Nó đang nhìn vào bên trong cái trung tâm ở trong kia kìa. Ai, ui rồi. Ai, nhanh lên anh em. Ui, hiện tại thì con quái vật này nó vẫn chưa tấn công nha bạn. Nhưng mà phải, ui, con quái vật này xấu xí lắm rồi, nhìn rất là kinh dị luôn nè. Đây, cái miệng của nó thì đây. Đây các bạn. Bọn tôi tới rồi nè. Ai. Ui rồi, cái chân của con quái vật này bạn. Chỉ có 3 móng chân thôi nha. Đây, làn da của con quái vật này thì sần sùi và khô khốc lên nha bạn. Đây, nhăn nheo ấy. Đây, tai của nó nè bạn. Nhìn ghê không? Đây, cặp mắt của nó nè bạn. Ui, ghê quá các bạn ơi. Đây, cái miệng của nó thì chẻ ra thành mấy cái mũi nhọn này là cái gì nè. Ủa, có gai nữa nè bạn. Nhìn kỹ thì có gai nữa nha. Đây. Thôi tiêu rồi các bạn ơi. Con quái vật này rất là kinh dị và rất là nguy hiểm nha. Lạng quạng là ở trên người con quái vật này còn có cả vi khuẩn, virus gây bệnh nữa các bạn. Nhìn con quái vật này là biết nó sống ở một nơi rất là dơ nha bạn. Đây, da nó nhăn nheo và cơ thể thì nó bốc mùi lên các bạn. Đây, nó đang nhìn vào nơi đây nè bạn. Đó, đó là một cái khu giống như là một cái khu thương mại, cái khu mua sắm ở trong đó các bạn. Có rất là nhiều người dân ở trong đó nha. Đây. Ây cha, không biết là các siêu nhân người nhện bọn tôi có thể tiêu diệt được nó hay không nữa nha. Đây, thử dùng súng bắn nó thử xem sao nha bạn. Nếu không được thì bọn tôi sẽ lập tức gọi cho các robot, các người máy hồi nãy nha bạn. Các robot người máy của các siêu nhân người nhện Spider-Man bọn tôi. Nhất định phải tiêu diệt con quái vật này càng nhanh càng tốt các bạn. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở từ cơ thể của nó nha.
Ui, nó tấn công rồi bạn. Nó phát hiện ra các siêu nhân người nhện bọn tôi rồi nè. Ui, nó to. Ai quái vậy mày, to lắm thôi. Ui, cha, nó đánh siêu nhân người nhện tôi bay. Chẳng mong luôn bạn ơi. Tiêu rồi. Lắm. Không ổn rồi. Đội siêu nhân người nhện bọn tôi không đủ sức tiêu diệt nó các bạn. Nó khá là to nha. Quýnh các siêu nhân người nhện bọn tôi te tua luôn các bạn. Ai, chú nhủi luôn. Dạ, nó bắt được siêu nhân người nhện tôi rồi các bạn. Dạ. Ủa, nó sút nè bạn. Ổn à. Phải nhanh chóng tìm một chỗ nào đó an toàn và lập tức gọi cho các robot đến thôi con ơi. Con quái vật này nguy hiểm lắm. Tại hiện tại thì người nhện tôi đã gọi cho các robot tới rồi các bạn. Dạ. Kích hoạt các robot ngay lập tức tới nhanh nha các bạn. Tới chưa, tới chưa? Ui, nó đang tấn công các bạn. Đâu rồi? Ai? Ai các bạn? Wow, các bạn thấy chưa? Robot người nhện đã tới rồi nè. Cháu rồi. Hai robot người nhện này các bạn. Đây, hai robot người nhện ngay lập tức đã xuất hiện các bạn. Ui, con quái vật này vẫn còn rất là to các bạn. Đây. Thì hai robot của các siêu nhân người nhện bọn tôi đã tới tiêu diệt quái rồi các bạn. Cố lên. Ai cảnh sát cũng tới rồi các bạn. Ai dù to đấy. Đúng rồi đúng rồi. Bắn tia laser đi. Cơ thể của mấy con quái vật này rất là sợ tia laser của các siêu nhân robot các bạn. Phải. Các bạn thấy không? Hai robot đang tiêu diệt con quái vật các bạn. Úi. Vừa mới nói thôi các bạn đã tiêu diệt được rồi nè. Đấy các bạn. Con quái vật đã bị tiêu diệt rồi. Quá dữ luôn. Đây. Đây tôi đã gọi cho hai robot người máy của các siêu nhân người nhện bọn tôi tới các bạn. Đây. Một robot này được làm bằng sắt hay sao các bạn, nhìn rất là cứng và sáng bóng luôn nè. Đây. Còn một người nhện bên kia thì có. Đây, hai robot này đã tiêu diệt được con quái vật rồi bạn. Đây, con quái vật nè. Nó nằm một đống chình ình ở trên cái con đường này luôn các bạn. Đây. Làn da của nó thì bốc mùi và nhăn nheo nhăn nhúm nhìn ghê lắm các bạn. Cái đầu của nó thì đã bị cắm xuống đất rồi. Đây. Ui dồi ôi. Cũng may là lần này bọn tôi đã chuẩn bị các người máy ngay lập tức đến để tiêu diệt con quái vật nha bạn. Nếu không thì không biết là con quái vật này nó sẽ phá hủy thành phố này. Và biết bao nhiêu người dân sẽ bị con quái vật này tấn công nha bạn. Đây một đống nha bạn. Cái đầu của nó bị cắm xuống đất rồi bạn. Cắm xuống cái đường rồi. Đây tôi cho bạn xem cái đầu nó nè. Đấy cái đầu nó nè. Đấy, con thấy cho to lắm nha. Đây cái chân của nó đó các bạn. Chân của nó rồi. Ôi. Nó nằm một đống trình ình kẹt xe ở đây luôn các bạn. Phải nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cẩu cùng với xe ben tới để chở con quái vật này đi thiêu thôi các bạn. Đi đốt ấy. Tại vì con quái vật này ở trên người nó chắc chắn là có rất là nhiều virus gây bệnh các bạn. Con quái vật này nó bốc mùi và nó xem ra là nó sống ở một cái nơi ô nhiễm nha bạn. Và nó không biết là nó đánh hơi hay là nó tại sao mà nó lại vào bên trong thành phố được các bạn. Cuối cùng thì cũng bị tiêu diệt rồi. Ui ui, trời sáng luôn các bạn. Đây, bây giờ thì biệt đội siêu nhân người nhện bọn tôi sẽ nhanh chóng xử lý cái xác của con quái vật này các bạn. Không thể để con quái vật, cái xác của con quái vật này tiếp tục ở lại đây được. Nó sẽ bốc mùi và những cái con virus ở trên cơ thể của con quái vật này sẽ lây lan ở trong thành phố thì rất là nguy hiểm nha.